nước lớn nước rộng gì mà không tắm. Một ngày tắm 3-4 bận, rồi trúng nước bệnh, về nhà rồi nằm làm khổ tao nữa. Trời ơi, con theo má dắt phế liệu hút xong này từ hồi 5 tuổi. Nước lớn nước rộng gì mà con không rành, má yên tâm. Con gái lớn tòng ngồng rồi, mà quanh năm suốt tháng bận đồ ướt hả? Trời hả, có gì đâu má. Nhảy lên xuồng hồi gió nó không khô à, không có bệnh đâu. Người ta từng cái tuổi của mày á là có chồng có con hết rồi, còn mày á suốt ngày cứ lặn hụp dưới nước hoài không biết mắc cỡ. Đàn ông xứ này á nhìn thấy mày cũng bỏ chạy mất dép, ai mà dám lấy mày. Hay là xa quá à. Buồn nước mơ màng mây dần trôi, chỉ còn ông lão với con đời. Có tiền mua lấy vài chai rượu, nhấp rượu xong rồi lão đôi thơ. Ê, ca lý lấy vợ đi mày, cỡ tuổi mày người ta làm xui hết rồi đó. Tôi cũng hào lắm chứ, nhưng mà con gái sớm này á, nó đâu có chịu tôi đâu. Tại vì mày nhát gan thôi. Nhát cái gì nhát bà ơi. Con gái xứ này á, nó ham giàu, nó lấy chồng Đài Loan với Hàn Quốc hết rồi. Ê Lý, tôi làm mai cho ông nhỏ này nè. Nó vừa đẹp người vừa đẹp nết nữa, mà không có nói luôn á. Ông đánh ông chửi cỡ nào nó cũng không có nói nữa. Nói thiệt hay nói chơi vậy? Tôi vậy không lẽ nói giỡn với ông hả? À, mà tôi thấy được á, nếu mà cứ vợ về ít nói, đỡ phải cằn nhằn nhất cái đầu. Nó không thèm nói chứ không phải là ít nói. Cái gì? Ý... có nghĩa là nó cầm đó hả? Ừ, cho nên nó mới còn á, chứ không nó lấy chồng Đài Loan mất tiêu rồi. Bà bị điên hả? Bà nghĩ sao bà làm mai nhỏ cho tôi? Ông lấy nó được là ông tốt số rồi. Miễn sao tôi không làm mai cho ông con nhỏ nào á tệ tệ như là thằng Thí Liễu trong chuyện tình Lan và Điệp á là được rồi. Bà có tin là tôi quăng bà xuống sông không? Thử coi. Ế, bà đặt đòi hỏi nữa. Vô duyên. Hết chuyện là mai nhỏ câm. Nhỏ đẹp mà. Nhỏ đẹp quá trời. Gió đưa buồn ngủ lên bờ. Cha này sao cứ đi qua lại chỗ này hoài vậy cả? Mùa mai có rồng, mùa mai có rồng. Mùa mai có rồng, cho tôi ngủ nhờ một đêm. Chú ơi, chú. Ừ. Chú làm cái gì chứ đi qua lại đây hoài vậy? Chú rình mò nhà ai hả? Hay sông dài, mênh mông. Tôi muốn chèo đâu tôi chèo. Tùy tôi chứ. Trời ơi, nhưng cái chỗ này là chỗ tôi tắm mỗi ngày mà. Chú đi qua lại vậy kiện chết luôn à. Tôi chưa vợ chưa con, mà cũng không bà con dòng họ gì hết. Tự nhiên kêu người ta bằng chú. Chứ chú già vậy rồi, ngang ngửa ba tôi rồi. Không lẽ tôi kêu bằng bác sao? Nè nè, cô ăn nói vô duyên quá nghe. Ủa, vậy tôi hỏi chú nè, chú bao nhiêu tuổi rồi? Chứ ba tôi là 50 rồi đó. Tôi bao nhiêu á kệ tôi. Tôi không nói đó, được không? Trời ơi. Ê, trời sao nằm luôn rồi. Ủa? Bà đứng lên được không? Từ từ thôi nha bà. Nè, bà ngồi đỡ xuống đây đi. Cẩn thận nha bà. Cảm ơn con nha. Ủa, mà con là con của ai vậy nè?
Con là con của cái ông uống rượu chùm nhất cái xóm này. Bà không biết con hả? À, con là con của ông Năm đó hả? Chàng ơi, dễ thương quá ha. Con biết bà mà. Con, năm nay nhiêu tuổi rồi? Con 17. 17 tuổi. Tức là tuổi thân hả? Thằng Lý nhà bà nó là 40 tuổi, tuổi thìn. Vậy là thân tí thìn tam hạp. Con á, mà lấy thằng Lý là hạp lắm đó nha. Xin phép bà con đi trước nha. Chào bà. Anh chưa vợ chưa con, mai ở chỗ này mốt ở chỗ. Bà mẹ nó, tụi mày làm tao mất hứng à. Ôi trời, cái gì vậy? Nè, cô làm gì vậy? Hút rác, hút phế liệu, không thấy hả? Cô ở quá ha. Tôi á, là tôi muốn xong sạch sẽ, tắm cho nó đã. Chứ ai như mấy người kia, xong giờ hầy mà cũng tắm được. Công nhận hay thiệt luôn á. Tôi nói cho cô biết nha, cô vớt cả đời á cũng không hết ba cái thứ này trên sông đâu. Tưởng lo cho bà con ai về. Chú nghĩ sao kệ chú. Vô nhà ăn cơm, con đói bụng quá rồi. Con làm gì giống như là con nít chưa dứt sữa vậy? Về tới là má. Con đói bụng mà. Vậy thì cứ vợ đi, để nó lo cho cơm nước giặt giũ chợ búa, để khỏi lo bị đói. Thôi má ơi, ai mà thèm con. Với lại con cũng không ưa mấy đứa gái sớm này. Con cứ vậy hoài à, biết chừng nào mới lấy được vợ. Má coi vậy chứ không sống đời với bay đâu. Thôi mà đừng nhắc tới mấy nhỏ đó, mắc công á, con tức lên á, con chết, con trở thành ma đói cho má coi. Má thấy đám gái nhà ông Năm á, sáng sủa con. À hay là có út đẹp ở bên Cù Lao. Thôi má ơi, cũng tùy theo đứa thôi. Có đứa hả, nó giữ như bà chằn vậy đó. Thì con để ý đứa thôi, mấy đứa kia kệ nó. Nhưng mà không, con không biết chọn cái nào. Nè, đừng có tỏ ra làm giá cao nha. Bằng tuổi con ở xóm này người ta có cháu ngoại rồi đó.
con mới 18 tuổi. Dân cơm. Trời.